Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn xe tải hàng hóa vào Ukraine vẫn không thể lưu thông, trong đó có các xe chở thiết bị quân sự viện trợ cho Kiev. Tình trạng hỗn loạn với quy mô chưa từng có đang diễn ra ở biên giới Ukraine với ba nước NATO bao gồm Ba Lan, Hungary và Slovakia. Theo hãng tin Reuters ngày 12 tháng 12 cho biết, tại biên giới Ba Lan-Ukraine, các tài xế xe tải Ba Lan đã phong tỏa 4 trong số 8 cửa khẩu ở biên giới giữa hai nước kể từ đầu tháng 11 để phản đối việc các tài xế Ukraine được phép vào Liên minh châu Âu EU mà không cần giấy phép. Đến hôm 11 tháng 12, tình trạng phong tỏa đã được dỡ bỏ trong thời gian ngắn tại một cửa khẩu, nhưng đến tối cùng ngày cảnh sát cho biết con đường dẫn qua đó đã bị chặn lại. Các tài xế Ba Lan cho biết chiến dịch biểu tình của họ vẫn chưa kết thúc và các hành động pháp lý đang được tiến hành để chống lại yêu cầu giải tán biểu tình ở một trong số các cửa khẩu. Tính đến sáng ngày mùng 10 tháng 12, khoảng 3.500 xe tải đã bị chặn ở phía Ba Lan, không thể đi vào lãnh thổ Ukraine. Chính quyền khu vực chưa thể đạt được thỏa thuận nào với người biểu tình để ngăn chặn hành động này. Trong khi đó, tại biên giới Slovakia-Ukraine, hãng thông tấn Interfax trong ngày 11 tháng 12 cho biết, Liên minh tài xế xe tải Slovakia UNAS đã chặn cửa khẩu Vizne Nekmeke Uzokorod ở phía Slovakia tại biên giới với Ukraine. Trong một tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram, cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine cho biết, thông tin này đến từ lực lượng biên phòng Slovakia lúc 16 giờ 10 phút. Các tài xế tham gia biểu tình đang hạn chế sự di chuyển của xe tải đi từ phía Ukraine sang Slovakia, ở chiều ngược lại, các xe tải muốn rời khỏi Slovakia vẫn di chuyển bình thường. Không dừng lại ở đó, truyền thông Nga cũng cho biết các tài xế xe tải Hungary đã tổ chức biểu tình gần một trạm kiểm soát ở biên giới với Ukraine trong ngày 11 tháng 12 và đang hạn chế các xe tải lưu thông. Theo truyền hình Hungary, xe hơi cá nhân và xe buýt có thể đi qua trạm kiểm soát Zagonikov, nhưng mỗi giờ những người biểu tình chỉ cho phép hai xe tải đi qua biên giới. Cảnh sát Hungary ước tính thời gian chờ của xe hơi và xe buýt tại trạm kiểm soát Zakonikov là từ 30 đến 60 phút, trong khi xe tải có thể phải chờ hơn 48 giờ. Giải thích cho tình hình trên, theo truyền hình Euronews, sự giận dữ của các tài xế xe tải bắt nguồn từ vấn đề cạnh tranh thị trường. Là một phần trong chính sách hỗ trợ nhiều mặt cho Ukraine, EU đã đồng ý miễn giấy phép cho các hãng vận tải hàng hóa đường bộ của Ukraine. Chính sách này được áp dụng từ tháng 6 năm ngoái nhằm thúc đẩy làn đường đoàn kết, giúp Ukraine duy trì kinh tế và quan hệ thương mại. Theo Ủy ban châu Âu, các làn đường đoàn kết đã cho phép Ukraine xuất khẩu 48 triệu tấn hàng phi nông nghiệp cùng 60 triệu tấn thực phẩm, như ngũ cốc và hạt có dầu từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, các tài xế xe tải từ ba nước châu Âu không đồng tình với chính sách này. Họ cho rằng các tài xế Ukraine đã lợi dụng quyền tiếp cận EU không cần giấy phép để hạ giá và cung cấp các dịch vụ vốn không được phép. Ngoài ra, họ muốn những chiếc xe tải chống trở về từ Ukraine được đưa ra khỏi hệ thống xếp hàng điện tử do Kiev thiết lập. Bởi hệ thống này khiến thời gian chờ đợi kéo dài quá mức, từ đó dẫn tới thiệt hại về kinh tế cho các hãng vận tải. Có thể thấy, chiến dịch phong tỏa biên giới này không chỉ cản trở chuỗi cung ứng kinh doanh, mà còn làm gián đoạn tiến trình vận chuyển thiết bị quân sự cho Ukraine, khiến cho chiến trường rơi vào tình thế bất lợi cho Kiev. Đặc biệt, điều này càng trở nên nghiêm trọng trong cuộc xung đột với Nga, khi chiến dịch phản công của quân đội Ukraine 6 tháng gần đây không đạt được nhiều đột phá. Bà Julia Klimenko, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Nghị viện về Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Ukraine hôm 2 tháng 12 cho biết, Kiev đã thiệt hại 1,4 tỷ hryvnia, khoảng 38 triệu đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu sau khi biên giới với Ba Lan bị phong tỏa. Trong khi đó, hãng thông tấn AP dẫn lời người đứng đầu bộ phận mua sắm và hậu cần của Come Back Alive, tổ chức từ thiện lớn nhất Ukraine, chuyên cung cấp thiết bị cho quân đội cho biết, khoảng 200 xe bán tải cần thiết để vận chuyển đạn dược và sơ tán người bị thương khỏi tiền tuyến đã bị chặn ở biên giới với Ba Lan. Được biết, các xe tải chở bộ phận dùng để lắp ráp máy bay không người lái UAV nhằm chống lại lực lượng Ukraine cũng mắc kẹt trong nhiều tuần. Trong khi đó, theo Business Insider, đây là vũ khí tối thượng trên chiến trường Ukraine. Trong báo cáo dài 193 trang của Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg, Leti gần đây đã chỉ ra Hệ thống phòng không Nga tỏ ra bất lực khi đối phó với UAV cỡ nhỏ mang chất nổ của Ukraine. Theo đó, việc bắn hạ các UAV cỡ nhỏ là bất khả thi trên thực tế, vì radar của Nga không thể nhìn thấy chúng. Chính vì vậy, khi nguồn cung bộ phận UAV bị gián đoạn do cuộc phong tỏa biên giới, một số chuyên gia khẳng định quân đội Nga sẽ có khả năng tiêu diệt thêm nhiều binh sĩ Ukraine trong vài tuần nữa. Được biết, nhiều nhà phân tích đã chỉ trích Mỹ và các đối tác vì đã chậm chế cung cấp một số loại vũ khí mà Ukraine cần. Xét trên sự hỗ trợ do Mỹ cung cấp, Ukraine mới chỉ nhận được xe tăng M1 Abrams và hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS. Ngoài ra, việc huấn luyện trên các máy bay chiến đấu F-16, điều mà Ukraine rất khao khát, được xác định phải đến năm sau mới được nhận. Tuy Ukraine có lực lượng không quân riêng, chủ yếu bao gồm các máy bay phản lực cũ của Liên Xô, nhưng lực lượng này gần như không đủ để chấn áp hệ thống phòng không của Nga hỗ trợ tầm gần và yểm trợ các cuộc tấn công mặt đất cần thiết để thực sự chọc thủng hệ thống phòng thủ Nga. Trong một phát biểu, Ukraine cho biết việc thiếu sức mạnh không quân đã làm phức tạp thêm các nỗ lực phản công của nước này. Ngoài ra, những gì diễn ra cũng làm phức tạp thêm tình hình thiếu đạn dược nghiêm trọng trên chiến trường Ukraine. Theo ghi nhận của tờ The Times, do thiếu đạn dược, các xạ thủ của lữ đoàn 47 Ukraine đã không thể cản bước các đoàn xe Nga trước khi chúng tấn công bộ binh của họ ở sườn phía bắc Adipka. Việc phân bổ đạn pháo 155mm, đạn chùm cho các đơn vị ở tiền tuyến cũng gây nhiều tranh cãi, ngay cả khi các đối tác phương Tây tăng cường sản xuất và cung cấp đạn pháo cho quân đội Ukraine. Tờ Ukrainska Pravda cho biết, Tư lệnh Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zalusini, hồi đầu tháng 12 đã đề nghị phía Mỹ viện trợ cho Ukraine 17 triệu quả đạn pháo các loại, bên cạnh số ngân sách hàng trăm tỷ đô một quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tướng Zelensky nói rằng Ukraine sẽ cần 17 triệu viên đạn pháo. Bộ trưởng Austin đã tỏ ra choáng váng trước đề nghị này, và Mỹ không thể gom được số đạn như vậy, kể cả huy động tất cả đồng minh. Ngoài ra, đại tướng Valery Zelensky cũng đã đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin viện trợ thêm cho nước này từ 350 đến 400 tỷ đô la Mỹ để hoàn thành mục tiêu đẩy lùi lực lượng Nga về danh giới trước khi bùng phát xung đột hiện nay. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng Mỹ cho biết điều đó là không thể. Ở một khía cạnh khác, các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga cũng là một trong những thách thức lớn nhất ngăn cản Ukraine chiếm lại các vùng lãnh thổ rộng lớn. Từ cuối năm 2022, các lực lượng Nga đã bắt đầu xây dựng các hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bao gồm các bãi mìn rộng lớn, dày đặc, các con mương, hào lớn, răng rồng và bẫy mìn. Các chuyên gia đánh giá rằng một phần vấn đề đối với Ukraine là do phía Nga có quá nhiều yếu tố phòng thủ nó vượt xa những gì thường được yêu cầu trong học thuyết của nga. Được biết nga răng mìn nhiều đến mức biến ukraine trở thành quốc gia có nhiều mìn nhất trên thế giới. Theo một thách thức nữa, khi các lực lượng ukraine cố gắng tìm đường đi qua, quân đội và phương tiện của họ phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đe dọa đến khả năng cơ động. Hiện cuộc chiến ở ukraine đang ở thời điểm quan trọng nhất. Mất abdika đồng nghĩa với việc lực lượng ukraine phải rút lui về các hồ chứa nước ở kalika và vùng cao ở ocheretino. Hiện tại, Kalipka đang cung cấp nước cho vùng lãnh thổ còn lại do Ukraine nắm giữ ở Donbass, nên bất cứ trận chiến nào ở đó cũng có thể làm gián đoạn đáng kể dòng chảy này. Việc chiếm được các cao điểm ở Ocheretino, cách đó 3,5 km, sẽ cho phép người Nga bắt đầu tấn công Minokrad, thành phố với 50.000 dân. Nếu không được cung cấp đủ đạn dược, các lữ đoàn của Ukraine sẽ không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Lực lượng Nga có thể tiến tới Donetsk, sau đó, sau đó quét về phía bắc tới Kiev chặt đứt quân đội Ukraine ở Donbass. Đến đây chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!